Xin chào các bạn tiệm mèo Sen. Các bạn ơi, hôm nay tiệm chúng mình có mèo Anh lông ngắn, chân ngắn, tai cụp sát, má anh bao rất là xinh nha. Hai mọi người đang thấy đây ạ, một em mèo rất là hoạt bát, đáng yêu và rất là giỏi đứng bằng hai chân nha mọi người nha. Ôi, yêu thế nhỉ, chân ngắn cũng kín luôn các bạn ạ. Ôi em ấy rất là dễ thương nha, yêu thế chứ. Ôi mọi người ơi, mọi người có thích bé mèo chân ngắn như này không ạ? Mình rất là thích nha. Đấy, mọi người thấy không? Chân ngắn sát, lùn sát luôn. Ôi, yêu thế. Xe nằm ưng con bé thì phải chốt ngay nha mọi người nha. Chốt ngay, chốt liền tay mọi người nha. Đấy, mọi người thấy không? Em ấy rất là thích cần câu mèo này và đứng bằng hai chân rất là giỏi luôn nhá. Đứng lên con, đứng lên nào, đứng lên cho mọi người ngắm nào. Lên, con đứng đi, đúng rồi. Ôi giời. Mọi người nhìn thấy thích không ạ? 12 triệu mọi người nha. 12 triệu cho một bé mèo Anh lông ngắn, chân ngắn, tai cụp sát, má bánh bao, thuần chủng ở tiệm mèo Sen. Lanh lợi, hoạt bát, đáng yêu và rất là quấn chủ. Ôi trời ơi, dễ thương thật sự luôn mọi người ạ. Nó yêu gì đâu á. Nhìn là chỉ muốn ẵm về luôn thôi, Sen ạ. Sen mà không chốt là không còn đâu nha. Ôi trời ơi. Cái mặt cưng thật sự ý. Ôi mà bánh bao này mọi người ơi, mắt tròn chưa, tai cụp sát nha, chân này mọi người nhìn, chân này chân ngắn sát đất luôn nha các bạn nha. Ôi yêu thế, thế nào mà yêu thế nhỉ. Mọi người thấy bé đứng siêu ở hai chân luôn mọi người nha, đứng vào hai chân bé này rất là mập mạp mũm mĩm và đáng yêu, không hề có nấm bệnh gì nha mọi người nha. Ôi giời ơi, xinh quá. Ôi ôi mọi người thấy siêu không? Bé đứng vào hai chân rất là giỏi nha. Ôi xinh quá mọi người ơi. Mọi người đón bé liên hệ với tiệm chúng mình ngay nha. Mình kết thúc video của bé đây. Hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau nha. Bye bye.